Tiếp tục đến với tập thứ 10 của series sinh tồn Mini World. Hiện tại thì mình đã có một kế hoạch, đó chính là mình sẽ thử đánh tất cả các boss ở trong chế độ Mini World. Boss thần rắn này, boss tượng cổ này, và cũng như là boss núi lửa. Hiện tại thì mình đã đánh con rồng rồi, nên là mình không cần thiết phải đánh nữa. Chúng ta chỉ cần lấy cái thanh kiếm gãy của nó thôi. Giờ mình đang đi tìm kiếm những cái bản vẽ. Những cái bản vẽ mình đang cần đó chính là cái tay móc kéo các bạn. Để có thể đánh được tượng cổ thì mình phải có cái tay kéo đấy ha. Nhưng mà tìm mãi nãy giờ thì cũng kiểu chẳng biết là có tìm được hay không. Mình cũng cố gắng là mình cũng nhận được vài cái bản vẽ nó mở rộng thêm cho mình đấy, nhưng mà có vẻ như vẫn chưa được. Thôi cố gắng là mình sẽ tìm hết những cái đống ở xung quanh đây vậy. Ok, lại thêm một cái này. Cái này được này. Không biết là mở khóa cái gì đây. Không biết ta. Hình như là mở khóa được cái nỏ phản lực mọi người ạ. Cũng được. Cái đấy mốt để dùng sau. Mình sử dụng cái mũi khoan có cái dòng là đào may mắn đó, thì nó sẽ ra được nhiều bản vẽ hơn. Như vậy nó sẽ tăng xác suất mà mình sẽ được những cái bản vẽ mà mình mong muốn. Đây có hai cái bản vẽ này. Máy bơm oxy này. À, ngon phết mọi người ạ. Cũng được đấy. Hợp lý luôn. Nhìn chung thì mình tìm được những cái bản vẽ này nó bị trùng khá là nhiều mọi người ạ, nên là cũng hơi khó khăn. Ok, xem này, cái này thử cái gì đây? Cái này là, ôi, công nghệ thu nhỏ là cái máy bắn súng trứng các bạn, phải không ta? Ừ, hình như là vậy ấy. Thôi cũng ngon, cũng được. Sau khi mình đã tìm được bản vẽ rồi thì bây giờ mình sẽ đi đánh con thần rắn để kiếm thêm những cái hạt giống đậu thần. Cái hạt giống này rất là quan trọng luôn mọi người ạ. Và đánh con thần rắn thì nó cũng dễ nữa. Mình sẽ kiếm những cái lõi nhá. Cái lõi này xui một cái là cái rìu của mình các bạn, nó có dòng thu hụt chuẩn nên là đào nó không có ra. Ok, rung đồng các kiểu nào. Rồi, mình sẽ tạo ra cái rìu mới và đập hiện ra được cái mảnh lõi này. Khi mà đủ các mảnh lõi rồi thì mình sẽ bắt đầu là tạo ra cái mắt thần rắn ha. Đây, rồi và lắp vào như thế này đây. Xong, thế là chúng ta sẽ đợi ra cái kim tự tháp thôi. Mình vào đánh nhau với con rắn thì mình có một máu mọi người ạ. Vừa lại gần xong cái bị nó đánh chết luôn. Ơi xui là xui ấy. Đây, mình sẽ bảo xử nó ha. Mà không hiểu sao bây giờ chơi sinh tồn bị lag mọi người ạ. Giật không chịu nổi luôn. Nhưng mà cũng may là mình vẫn hạ được nó. Tại vì nó cũng yếu xìu à. Để xem nào, chúng ta có được nhân bài không? Được cắn này. Được nhân cắn này, nhưng mà không được nhân cái hạt đậu các bạn ạ. Được có một hạt giống thôi. Và mình được 12 cái lông này. Mình sẽ mang ra đây mình trồng ha. Để khi nào nó lớn thì chúng ta sẽ thu hoạch sau. Ok, trồng bao nhiêu nó chúng cũng chảy thoải mái, nó dễ. Chỉ cần cắm vào đây thôi. Còn mình chẳng nhớ là hồi xưa trồng như thế nào nữa. Nhưng mà mình chắc là chỉ cần như thế này. Chắc không cần nước đâu nhỉ. Tiện đường thì mình sẽ qua sau lửa để lấy cái thanh kiếm gãy ha. Đợt trước đánh con rồng một xong rồi tự dưng quên, không lấy, mang về. Toàn để đây thôi. Đây này. Đây mình sẽ mang về nhé. Và chúng ta đã có hai món rồi. Đó chính là cái kiếm gãy với lại cái hạt đậu. Hạt đậu thần. Chúng ta chỉ còn thiếu một cái con mắt của con tượng cổ nữa là xong. Đây có con thần con Junkat này, mình sẽ xử nó. Các bạn nhìn này, mình đứng ở cái góc này là con Junkat nó không làm gì được mình. Tất nhiên là hình như là nó vẫn có thể ăn được hay sao ấy, nhưng mà không sao. Xử nhanh thôi. Ok, ui nó nhai kìa. Chắc không chết đâu mọi người ạ, không sao hết. Rồi, bây giờ xử nó thôi. Đánh con này cũng rất là ngon luôn, tại vì kinh nghiệm cũng nhiều ấy, nên là rất là sướng. Với lại đánh dễ ỏ mà, dễ hơn cả con thần rắn nữa cơ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là chế tạo ra cái khẩu pháo nhá. Đây, một khẩu pháo. Sau đó mình đi tìm xi măng để chúng ta có thể tạo ra cái tên lửa để bắn. Mà giờ cái khẩu pháo không khảm đá ở đâu, nên là nó cũng đã giảm đi sức mạnh phần nhiều rồi. Hồi xưa mà nó khảm được các mọi người thì nó khủng khiếp thực sự luôn ấy. Thay hồ bắn cực kỳ đau với lại vô hạn nữa cơ. Nhưng mà thôi, mình sẽ khảm vào cái nỏ. Cái nỏ chúng ta có thể khảm được 3 dòng mọi người. Vô hạn xạ kích bền này. Rồi mình sẽ cần một dòng nữa là dòng cháy. Nên là chắc là mình sẽ qua plasma để mình xử cái con này. Kiếm cái gọi là cái gì nhỉ? Cái lửa ấy ấy. Để dùng để mình cái mồi lửa này. Đấy, chúng ta sử dụng cái này sẽ ra được cái dòng cháy. Đủ cháy 5 luôn, xịn phết. Ok, bây giờ bắt đầu là đi đánh cái con Gravity thôi. Với lại đi tìm cái quặng đấy luôn. Trên này, cái này thì có rất là nhiều nên là không khó lắm để tìm được mọi người ạ. Đây, quặng đây này. Đấy, mình đã có cái đầu tiên rồi. Giờ mình sẽ xử với bọn này nhá. Bọn này thì nó sẽ cho mình cái cục gì mảnh mảnh Gravity. Cái này giúp để chúng ta chế được cái tay kéo mọi người. Ok, cũng nhiều rồi đấy. Mình cũng đã đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế thôi ha. Đây, gọi là súng móc à. Tiếp đấy mình sẽ tạo ra những cái khối và chúng ta gắn tượng cổ thôi. Chỉ cần 4 khối, đó chính là khối Gravity, quặng đồng cũng như là kim cương và đá khổng tước là đủ rồi. Mình sẽ ra đây mình đặt nhá mọi người. Đây, chỗ này đây. Rồi, ok. Bắt đầu khoảng cách là 3 ô giữa cái trụ. 1 cái, 2 cái, 3 cái và 4 cái. Rồi, chúng ta đã triệu hồi được con tượng cổ rồi. Không biết là đánh được không đây. Con này là mình, nếu mà tính ra con này là con mình coi là mạnh nhất ấy. Mạnh hơn cả con núi lửa luôn. Tại vì là đánh ở đây thì môi trường của nó khác đó mọi người. Nó có môi trường khó khăn rất là nhiều luôn. Còn đánh con núi lửa thì mình thấy vẫn dễ hơn. Ok, khá là cực ha. Phải xử 3 con trùm bên cạnh này. 3 con quái xung quanh này thì nó sẽ giết được con này.
cố lên, còn một phát nữa thôi là được rồi. Đây, mày, mày, máu nó cũng nhiều phết đó mọi người, đánh mã mới chết á. Ui nó ném quả bom kìa. Sao, mình xử được. Mình xử được, con này là con phế nhất rồi đấy. Ok, rồi, vậy là nó sẽ trồi lên và sẽ ra con tự cổ khổng lồ đây. Con này thì đánh là chúng ta sẽ sử dụng cái móc kéo mọi người, để chúng ta bám lại những cái trụ và phá những cái trụ đi thì nó bị choáng này. Đây, nó là trụ đỏ đây, ở bụng của nó hiện lên đấy. Đó, nó bị choáng. Bây giờ thì mình sẽ bắn, lại gần bắn cho an toàn. Bị lỗi kìa, lại gần biến mất kìa, bịp rồi. Lừa thật đấy mọi người ạ. Không được rồi, thôi đứng xa vậy. Đây, đứng xa đây bắn. Ui, bắn một phát mà máu chẳng được bao nhiêu. Yếu thật sự đấy, mình sẽ sử dụng cái khẩu pháo này đi. Ván này bắn thì nó lực hơn này, nhưng mà cũng rất là khó, tại vì là chúng ta chỉ bắn được một ít thôi. Và sau đó thì chúng ta phải lên và đập trụ tiếp. Con này là một trong những con mà mệt mỏi thật sự luôn á. Những cái con núi lửa hay gì mình còn sờ ba mình đánh được. Cái con này cứ phải đứng căn từ từ mọi người, rất là tốn thời gian đấy. Mãi đến mãi luôn đấy, hoài thật sự ấy. Đấy, lại tạo ra lá chắn kìa. Mệt mỏi chưa? Úi giời ơi, con này mặc dù không là boss cuối mà mình thấy là khó hơn cả boss cuối nữa. Ok, khi mà đánh được nửa máu thì bắt đầu là nó sẽ nổi khùng nổi điên lên, nó sẽ mở rộng cái những cái trụ ra và chúng ta sẽ rất là khó khăn luôn. Đấy, nó bắt đầu nổi khùng ấy mọi người ạ. Mọi người nhìn kìa. Úi trời ơi, bắt đầu mệt mỏi ở đây. Ê, bây giờ nó chơi chiêu thức mới, ném bom rồi, ném các kiểu luôn. Ghê thật sự ấy. Ui, chết rồi. Không sao, mình nhiều điểm kinh nghiệm lắm nên là mình chẳng sợ đâu. Mà tự nhiên hình như là bản cập nhật nó bị lỗi mọi người. Thế là những cái trụ này nó bị tàn hình, nó biến mất rồi. Thế là mình không thể đánh được cái con này ấy. Tại vì là mình phải cần đập được cái trụ thì mình mới có thể hạ được nó. Này các bạn nhìn này, đấy không biết là các bạn có bị như mình hay không, chứ là tự dưng là mình bó tay rồi đấy. Mình không có đánh được những cái khối đá này thì làm sao mình hạ được nó đây? Làm sao giờ mọi người? Hey, khó quá, lại gần là nó biến mất à? Không hiểu luôn. Hay là bây giờ nó thay đổi cách đánh rồi nhỉ? Chứ mình chịu, mình không rõ lắm. Không biết là bạn nào có bị như mình không thì hãy giải thích giúp mình nhé. Chứ mình là mình thấy bó tay no hope rồi đấy, mình không đánh được nó rồi. Chịu rồi, giờ chắc là mình sẽ quay trở về thôi. Ok, hiện tại thì cái con tượng cổ này không được như kế hoạch của mình lắm, nên là mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bye bye.